Hà và Kiệt sốc khi biết thân phận thật sự của Vân Anh. Mời các bạn đón xem các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình Yêu Bất Tử. Và sau đây là các diễn biến chi tiết của bộ phim. Dù cho Vân Anh có diễn hay đến đâu thì cũng không thể nào diễn mãi trước mặt của Hà được. Bởi vì Hà và Vân Anh thật sự là chị em ruột của nhau. Từng cử chỉ lời nói, Hà đều cảm thấy có gì đó không đúng ở chị gái của mình. Và cũng đã có nhiều lần Vân Anh lỡ lời làm cho Hà lại càng thêm nghi ngờ hơn. Nếu như là không nhớ thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng Vân Anh lại nhớ sai về những chi tiết ở trong quá khứ. Ký ức thì không thể nào nhầm lẫn được. Nên Hà nghi ngờ Vân Anh không phải là chị gái của mình. Chính vì vậy mà Hà đã đem chuyện này kể cho Kiệt nghe. Ban đầu Kiệt cũng không tin, bởi vì anh đã từng gặp Vân Anh cách đây 2 năm về trước rồi. Khuôn mặt đó không lẫn đi đâu được. Còn nếu như Hà cũng không thấy yên tâm, thì Kiệt sẽ gọi điện thoại cho Thảo để hỏi thăm về chuyện của Vân Anh xem như thế nào. Và dĩ nhiên là những gì mà Thảo kể về Vân Anh rất trùng khớp với những gì mà Vân Anh đã từng kể với Kiệt. Ngay cả như vậy đi chăng nữa thì Hà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sau khi hai người thảo luận với nhau để chắc chắn hơn, Kiệt quyết định làm một bài kiểm tra để xem Vân Anh có thật sự là mất trí nhớ hay không, hay là do cô ấy không phải là chị gái của Hà thật sự. Lúc ba người họ ngồi nói chuyện với nhau, Kiệt giả vờ nhắc về chuyện xưa rồi hỏi là Vân Anh có nhớ lần đầu tiên gặp Kiệt ở đâu hay không. Vân Anh ấp úng rồi trả lời là ở quán cà phê. Lần này thì Kiệt đã không còn nghi ngờ gì nữa. Đây không phải là Vân Anh mà Kiệt đã gặp 2 năm về trước. Bởi vì người lúc trước mà Kiệt gặp ở sòng bài của bà Đào. Gương mặt của Vân Anh lúc đó rất tuyệt vọng vì không tìm được em gái của mình. Trước sự tra hỏi của Kiệt và Hà, Vân Anh cuối cùng cũng khai nhận ra. Thực ra, cách đây 2 năm về trước, cô ấy bị người ta ám hại. Toàn bộ gương mặt và cơ thể đều bị thương rất nặng. Chính vì vậy mà Vân Anh đã sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ và về ở ẩn một thời gian. Nhưng vì mối hận năm xưa, Vân Anh đã quyết định thay đổi thân phận của mình để tìm ra chân tướng. Bắt kẻ thù ác kia phải trả giá. Mà lúc đó, Vân Anh thật sự cũng đã không còn cơ hội để sống nữa. Chính vì vậy mà cô ấy mới lấy thân phận của Vân Anh thật sự, sống tiếp cũng như thực hiện kế hoạch của mình. Kiệt và Hà đoán không sai, cô ấy không phải là Vân Anh đâu, mà cô ấy chính là Thi, người vợ quá cố của Lâm, người mà mọi người cho rằng đã bị tai nạn mà chết. Nhưng thực ra, nó thật sự là một vụ án giết người, nhưng ngay cả khi chết đi, Thi cũng không biết rằng rốt cuộc ai là người muốn mình chết đến như vậy. Thi cầu xin Hà và Kiệt giữ kín chuyện này giúp cho mình, đến khi nào cô ấy tìm ra được chân tướng, cô ấy sẽ không mượn thân phận của Vân Anh và dối gạt mọi người nữa. Hà lúc đầu không tin. Nhưng Thi hứa rằng nếu như thật sự điều này vẫn làm cho Hà cảm thấy nghi ngờ thì Hà có thể hỏi chú Tân hoặc cũng có thể hỏi thăm người đã chăm sóc cho Vân Anh xem có phải 2 năm về trước Vân Anh đã thật sự rất yếu ớt rồi sau khi trở về từ Hàn Quốc thì đột nhiên Vân Anh lại trở nên mạnh mẽ và có sức sống hơn hay không. Đến nước này thì cho dù không muốn tin, Hà và Kiệt cũng phải tin. Sau khi đi cùng với Kiệt và Hà đến thăm mộ của bà Thủy, Hà cũng có hỏi thăm về tình hình điều tra của Vân Anh. Vân Anh biết, dù sao thì hai người họ cũng không có ác ý gì với mình, nên cũng nói ra rằng người mà cô ấy nghi ngờ nhất, không ai khác chính là Lâm. Nhưng liệu Vân Anh có thể khiến cho Lâm khai nhận ra toàn bộ sự thật hay không?